Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ phục vụ chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý. Các bài tham luận tại hội thảo đã trình bày tổng quan và chi tiết về các nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý như ứng dụng bộ điều khiển số vào thiết bị chế biến nông sản vỏ cứng, an toàn thông tin trong chuyển đổi số, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế nhà màng trồng rau thủy canh, ứng dụng công nghệ IoT ứng dụng công nghệ sấy tự động sử dụng năng lượng mặt trời trong chế biến nông sản dùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, hội thảo cũng giới thiệu những xu hướng công nghệ mới, những kỹ thuật tiên tiến, các giải pháp mô hình ứng dụng đổi mới công nghệ thành công mang lại hiệu quả cao. Hội thảo nhằm góp phần gia tăng ứng dụng và triển khai thành công các giải pháp mô hình chuyển đổi số, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm công nghệ, phục vụ sản xuất, quản lý và kinh doanh.